có một cái thông tin cũng khá là giật gân, hơi lo lắng một tí vào những cái ngày cuối năm. Đó là hôm sáng hôm nay có cái thông báo ở Quảng Nam là nhập cảnh tới 14 người nhập cảnh bị nhiễm cái biến thể Omicron mới, thưa anh chị. Đa cao ngày về cuối năm, nhà cho thuê rất nhiều á. Nãy giờ ở đây anh chị cũng có thể nhìn thấy được cái dãy nhà đó trên con đường Nguyễn Đình Chiểu này, thưa anh chị. Tồi tệ chứ, nhiều nhà cho thuê, ngay cái mặt tiền này cho thuê cũng khó lắm á, tại vì giá nó đắt đỏ. Em băng qua bên này để anh chị cập nhật. Ngay cái mặt tiền này dạ. Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Năm mới đã sắp đến rồi anh chị. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Rất là nhiều cái câu chúc trong năm mới, năm nào cũng gửi đến cô bác anh chị như một lời cảm ơn. Cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành với em trong suốt một năm qua. Và bây giờ là ngày 31 tháng 12 năm 2021 luôn, thưa anh chị. Ngày cuối cùng vào lúc 12 giờ trưa. Mấy hôm nay ngày nào em cũng dính cái đoạn 12 giờ trưa. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ 31 độ C và khoảng 88 độ F, cũng khá là nắng, thưa anh chị. Em đang đứng trên con đường Đinh Tiên Hoàng cũ, và ngày nay đội trả lại tên Lê Văn Duyệt năm xưa, bên khu vực Bình Thạnh. Còn phía trước anh chị đây là cầu Bông. Ai đi ngang qua cầu Bông rớt xuống sông ướt cái quần ni lông. Và qua bên kia cầu Bông là chúng ta xuống vùng đất Tân Định, Đa Cao. Buổi trưa ngày hôm nay em mời anh chị trong cái ngày cuối cùng của năm 2021, mời anh chị ôn lại những cái hình ảnh kỷ niệm, những cái không khí Tết đến, không khí năm mới, năm cũ của vùng đất Đa Cao, thưa anh chị. Và em sẽ xuất phát từ ở đây để chạy về. Mời anh chị lăn bánh trên con đường Võ Thị Sáu, năm xưa có tên là Hiền Vương. Và em đang đi từ từ lên cầu Bông. Trời trưa nắng như thế này mà đi từ từ giống phơi bánh tráng anh chị. Về nhà đen thui. Nhưng mà cũng rất là vui thực hiện cái clip này để mang đến cô bác anh chị những cái hình ảnh cuối năm, và một chút nào đó những cái cảm xúc khi mà năm mới sắp đến. Xuống đây là phía trước, bên phải là con đường Trần Quang Thải, bên trái là con đường Nguyễn Huy Tự về chợ Đa Cao. Còn bên phải em đây có một cái tiệm vịt quay mà có lẽ ngày nay ngày mai em nghĩ là sẽ rất đông, bởi vì Tết Tây mà người ta tập trung mua vịt quay, heo quay, đồ ăn Huỳnh Ký, thưa anh chị. Không, khu vực Tân Định bắt đầu đông rồi đó. Bên phải thì anh chị cũng có thể quẹo về chợ Tân Định trên con đường Trần Quang Thải, thưa anh chị. Em đi thẳng ở đây, chúng ta tới rạp cầu Bông, thăm lại rạp cầu Bông một tí vào những cái ngày cuối năm, ngày cuối cùng của năm rồi. Rạp cầu Bông, bên cạnh rạp cầu Bông thì có chè Hiển Khánh, ngày hôm nay thì cũng không còn đâu. Đây có một tiệm bán đan lát tre nứa Giang Mây. Rồi. Và rạp cầu Bông đây anh chị, ngay cái tụ điện đây. Cái ngày hôm nay thì nó chỉ còn một vài cái hàng quán. Em đi vào đây em mua một chai nước lọc, rồi chai nước Revive đi. Có Revive ấp lạnh không anh? Đây rạp cầu Bông đây anh chị. Bây giờ gửi xe rồi cũng nát bét hết trơn. Rồi cho em chai đi. Còn đá luôn không? Dạ khỏi đi. Lấy em cái túi ni lông thôi, khỏi ống hút. Rồi. Dạ.
Rồi cảm ơn anh. Rồi năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn. Rạp cậu bông đó anh chị, bây giờ đậu xe với lại thâu mua ve chai nè. Em khát nước quá, cũng chưa có nước uống nữa. Em đậu ngay chỗ góc nào mát mát, uống ngụm nước. Bên trái là con đường Đinh Tiên Hoàng đây, chạy về từ ngay chỗ khu vực Tôn Đức Thắng, Tường Để đó anh chị. Còn ở đây ngay cái góc này là ngày xưa có mì cây nhãn nè. Rồi cái rạp ở đây có một cái rạp A Sam thì phải, mà lâu lắm rồi em cũng không biết nó nằm ở đâu. Chị đọc một số tư liệu thấy người ta chia sẻ vậy. Bên phải em con đường Nguyễn Phi Khanh về khu vực ngã năm ngay chỗ Tân Định, đường Trần Quang Khải đó. Và em mời anh chị lăn bánh trên con đường Võ Thị Sáu, ngày xưa có tên là Hiền Vương. Em mời anh chị tới ngã tư Hai Bà Trưng và Võ Thị Sáu, rồi em sẽ quẹo trái để về những cái con đường như là Nguyễn Văn Thủ, rồi Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Đa Cao đó anh chị. Đặc sản dê tươi ngon gì ngày hôm nay cũng đóng cửa quá trời, chắc là chuẩn bị mở cửa trở lại đó anh chị. Phía trước đây thì em sẽ mời anh chị nhìn lại khu vực đây, đền thờ Đức Thánh Trần. Ngày hôm nay thì người ta đang tu sửa lại anh chị. Anh chị ha. Đây. Tu sửa lại đây. Dàn giáo đồ dựng. Chắc là em mời anh chị uống với em ngụm nước. Trời khá là nắng thưa anh chị. Mai mốt thì cũng đẹp rồi. Ngày hôm nay tượng Đức Thánh Trần ở khu vực công trường Mê Linh cũng tu sửa lại anh chị. Cũng đang tu sửa lại, chắc là cùng lúc với lại cái này luôn. Cùng lúc với khu vực đền thờ Đức Thánh Trần. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị đi tiếp. Không biết tới khi nào mới gỡ bỏ được cái khẩu trang thưa anh chị. Tự nhiên cứ nhớ về cái thời mà ngày xưa ngồi ở đâu muốn thả thả, không cần phải bít bùng như bây giờ, nghe nó ngợp thở. Nhưng mà dịch bệnh mà, phải chịu thôi anh chị. Bên phải em đây là con đường Lý Văn Phức. Còn bên trái có con đường Phan Liêm. Phan Liêm này anh chị sẽ đi qua con đường Điện Biên Phủ năm xưa là Phan Thanh Giản đó anh chị. Em muốn mời anh chị lang thang trên con đường Võ Thị Sáu, Hiền Vương năm xưa, trong cái ngày cuối cùng của năm 2021. Bên tay phải của em ở đây có con đường Thạch Thị Thanh. Đó là con đường Lý Trần Quán ngày xưa. Vào đây có trường ngày hôm nay là trường Đuốc Sống. Năm xưa là trường Lê Laurier anh chị ha. Tự nhiên cái em quên mất cái tên. Và bên tay trái của em ở đây nữa có công viên Lê Văn Tám ngày hôm nay.
Năm xưa là cái nghĩa trang Mạc Định Chi. Và Tết thì năm ngoái có tổ chức lễ hội Tết Việt rất là lớn thưa anh chị. Trang trí lộng lẫy, nhiều món ăn đặc sản vùng miền bán hàng ở đây. Năm nay có lẽ là hẻo lắm anh chị. Năm nay có lẽ buồn lắm, tính ra buồn hơn năm ngoái rất nhiều. Năm ngoái là cũng có dịch ha, nhưng mà đợt 1, đợt 2, đợt 3 nó đang còn nhẹ đó. Đợt 4 này thì bây giờ quá trời nặng luôn. Và anh chị biết ngày hôm nay thì định nghĩa lại cái F1 rồi. F1 là những người mà bây giờ là phải ôm, hôn, nắm tay, tiếp xúc da với lại F0 thì mới là F1 đó. Còn ngày trước thì cứ cứ đi tới đâu là nguyên cả một cái nhà hàng đó thành F1, đóng cửa tứ lung tung hết cả anh chị. Ngày hôm nay thay đổi một tí về cái định nghĩa F1, F0. Đây có một cô bị, có một cô, cô có mất một bên tay thì anh chị. Chắc là em sẽ gửi cho cô. Dạ không. Cảm ơn bà. Ở đây có một bác nữa. Bác cũng lớn tuổi rồi. Dọc dọc đây cũng nhiều. Tết đến rồi anh chị. Nhân đây cũng cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Rồi em mời cô bác anh chị chắc là sẽ quẹo bên máy tay, tay trái thưa anh chị, chạy về con đường Hai Bà Trưng. Ở đây thì bên phải anh chị Hai Bà Trưng để về Tân Định, về cầu Kiệu, đi thẳng con đường Võ Thị Sáu Hiền Vương này thì sẽ đi về công trường Dân Chủ thưa anh chị. Ở đó có La San Hiền Vương, trường La San Hiền Vương. Bên trái bây giờ thì em quẹo hướng về công trường Mê Linh. 6 5 4 3 2 1. Em xin nhanh trước để xe ở đây rất là khó quẹo vào trái. Wow, vùng đất Tân Định đa cao, rất là nhiều cái kỷ niệm. Bên phải là quận 3 thưa anh chị, phường 6. Bên trái là phường đa cao, quận nhất. Và có một cái thông tin cũng khá là giật gân, hơi lo lắng một tí vào những cái ngày cuối năm. Đó là hôm sáng hôm nay có cái thông báo ở Quảng Nam là nhập cảnh tới 14 người nhập cảnh bị nhiễm cái biến thể Omicron mới thưa anh chị. Cái chữ Omicron nó thì có lẽ em đọc nhiều khi nó cũng không có chuẩn đâu, nhưng mà thôi đọc như vậy tiếng Anh theo kiểu tiếng Việt mà không, cô bác anh chị thông cảm. Và chúng ta đã ghi nhận trước đó là 1 ca ở khu vực Hà Nội rồi. Hôm nay chúng ta ghi nhận thêm 14 ca trong cái dịp cuối năm này anh chị. Một con số có thể không bằng những cái nước khác, nhưng mà đối với Việt Nam mình trong những cái ngày cuối năm này, đây là một con số khá là lo lắng. Mặc dù ở Sài Gòn mình chưa có ca nào, nhưng mà anh chị biết người Sài Gòn ở các tỉnh lên rất là nhiều. Mà bây giờ ở khu vực Quảng Nam đã ghi nhận 14 ca rồi, em sợ là bây giờ còn rất là nhiều nơi không phát hiện được. Và Tết năm nay không khéo thì lại mất Tết. Đây là ngã tư con đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng. Điện Biên Phủ năm xưa là Phan Thanh Dạng, quẹo trái anh chị đi về ngã tư Hàng Xanh. Thì mới lúc nãy thôi, em vừa mới đọc cái bài báo tới 14 ca trong chuyến bay từ Hàn Quốc và Mỹ về tới sân bay Quảng Nam. Thì cũng đã được cách ly rồi thưa anh chị, cách ly có thu phí nha. Và là một con số khá là nhiều. Không biết là những người đi cùng chuyến bay thì như thế nào, có truy vết được hay không. Tại bây giờ cái biến thể này nó lây lan khá là nhanh, cho nên cũng rất là lo lắng.
Và đây cũng là một cái lời cảnh báo cho Sài Gòn mình. Những cái ngày gần đây, những hàng quán, đặc biệt càng về những cái ngày cuối năm thì chúng ta thấy là rất là nhộn nhịp, sầm uất, vui chơi, rất là thoải mái. Thì thật sự ngày hôm nay không ai cấm cả. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại thì em nghĩ là chúng ta nên cẩn thận. Cẩn thận và cũng không có quá chủ quan thưa anh chị. Mặc dù cái biến thể mới này nó chưa có cái chứng minh nào là nó nguy hiểm hơn cái biến thể cũ cả, nhưng mà tốc độ lây lan của nó thì được chứng minh rồi. Thì em rất là sợ nó bùng phát dịch một cái quá tải cái hệ thống y tế, và năm nay coi như là cũng chẳng có về quê được. Nghe cái tin này cũng khá là giật mình đó anh chị. Và em mời anh chị quẹo bên mé tay trái con đường Nguyễn Văn Thủ. Ngày xưa có tên là Tự Đức thưa anh chị, đi thẳng con đường Nguyễn Văn Thủ này về lại kênh Du Lộc Thị Nghè. Em mời anh chị đi về vùng đất Đa Cao, chúng ta cùng nhau nhìn ngắm những cái hình ảnh cuối năm của vùng đất này rất là thân thương. Gửi đến cô bác anh chị một chút không khí cuối năm. Những cái con đường này thì luôn luôn có những cái hàng me hai bên đường rất là đẹp thưa anh chị. Nắng cũng đẹp, mưa cũng đẹp. Đó, con đường Nguyễn Văn Thủ. Về đây cảm giác nó yên bình hẳn ra. Những cái khu biệt thự, nhà cổ xưa. Trong cái không khí những cái ngày cuối năm này, nó lại đi kèm với lại cái tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Em mời anh chị vào trái con đường Phùng Khắc Khoan. Đây là ngã tư Phùng Khắc Khoan và Nguyễn Văn Thủ. Rất là nhiều khu biệt thự ở đây. Ồ, me có trái rất là nhiều thưa anh chị. Me có trái nhiều. Trái me quá trời luôn. Em mời anh chị nhìn mấy cái trái me nha. Giờ mà có cái đội tỉa cái me nào về đây tỉa xuống là bảo đảm người dân người ta tụm lại người ta lượm me. Con đường Phùng Khắc Khoan. Khu vực này thì rất là nhiều biệt thự cổ anh chị. Mà ngày hôm nay thì đôi khi nó cũng thay đổi hết rồi. Tân Định và Đa Cao, hai cái nơi rất là nhiều kỷ niệm. Và em cũng rất là thích về những cái khu vực này. Đây là công viên Lê Văn Tám, nghĩa trang Mạc Định Chi ngày xưa. Bây giờ thì em mời anh chị quẹo bên mé tay phải, chạy về con đường Mạc Định Chi anh chị. Hoa lan. Ở đây có trái Phật Thủ. Tết năm nào thì em cũng thấy bán những cái trái như thế này về chưng. Ở đây đi thẳng thì anh chị sẽ đi tới cầu Điện Biên Phủ ngày hôm nay, cầu Phan Thanh Giản năm xưa, và đi về ngã tư Hàng Xanh. Em mời anh chị vào phải con đường Mạc Định Chi. Đây rồi. Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Đồn Đất, bên trái em có quán ăn Đồn Đất thưa anh chị. Khu vực này nhắc tới Đồn Đất thì chúng ta nhớ về cái bệnh viện Nhi Đồng ngày hôm nay. Bệnh viện Grand năm xưa, hay còn gọi là bệnh viện Đồn Đất. Và con đường này hình như là cũng đâm thẳng tới bệnh viện luôn thưa anh chị. Tới bệnh viện Nhi Đồng 2. Đó. Vào một cái buổi trưa thì các công nhân viên giờ người ta đang đi ăn.
và anh chị tới cái ngã tư con đường Nguyễn Văn Thụ và Mạc Thiện Chi. Nguyễn Văn Thụ này thì bên phải anh chị lại quẹo ra Hai Bà Trưng, bên trái thì anh chị lại quẹo ra kênh Nhiêu Lộc. Con đường Nguyễn Văn Thụ ngày xưa có tên là Tự Đức, và em mời anh chị quẹo bên tay trái. Trưa trưa công nhân viên rồi ra uống cà phê. Ô, hôm nay còn có cách ly đây, cách ly dịch bệnh đây, lâu lâu mới nhìn thấy. Đặc biệt là ngoài cái mặt tiền thì nó ít, đi vào bên trong các con hẻm thì quá trời. Ở một vài cái hình ảnh ở con đường Nguyễn Văn Thụ này, sau 4-5 tháng phong tỏa cũng te tu anh chị, nhà cửa đóng quá trời luôn. Hôm nay lại là cái ngày cuối cùng của năm 2021, chắc là ai cũng đang tất bật để dọn dẹp đóng cửa, ngày mai là nghỉ rồi. Bên phải của em ở đây là có trường Trần Văn Ơn, trường Trần Văn Ơn thưa anh chị. Trường này là trường cấp 2, trung học cơ sở. Ngày hôm nay các bé cũng đi học lại, và ba mẹ cũng lo lắm, nhưng mà vẫn phải đi học thôi. Bên trái em có con đường Trần Doãn Khanh. Trần Doãn Khanh chắc về trường Đinh Tiên Hoàng thưa anh chị. Một buổi trưa ngày cuối cùng của năm lang thang một tí về khu vực Đa Cao, và đây là con đường cây điệp. Cây điệp cây điệp đây anh chị, bên này vẫn có cây điệp luôn. Rồi có cô bán đậu hũ nóng. Con đường cây điệp bên phải em là chạy qua đường Nguyễn Đình Chiểu đó anh chị. Phía trước đây là con đường Đinh Tiên Hoàng. À, có về lại con đường Đinh Tiên Hoàng thì em mới nhớ. Em mời anh chị vào trái nha, Đinh Tiên Hoàng. Em chạy về thăm lại một cái vị trí, con đường nào mà em quên mất rồi. Đây, Nguyễn Thành Ý. Hôm bữa có một bác khán giả có nhắn với em là ghé về con đường Nguyễn Thành Ý. Bên trái em là trường Đinh Tiên Hoàng, đi thẳng thì anh chị đi tới đường Điện Biên Phủ đó, Phan Thanh Giản ngày xưa. Đi ngang đây tự nhiên em sực nhớ lại, không biết là số mấy đây. Mời cô bác anh chị dừng lại cùng ngắm nhìn một vài cái hình ảnh ở đây trước ha. Em tìm thử coi cái số mấy đường Nguyễn Thành Ý. Em sực nhớ về thôi, không có ý là chạy ngang đây. Nguyễn Thành Ý. Nguyễn Thành Ý, số 9 đường Nguyễn Thành Ý, phía sau trường, số 9 đường Nguyễn Thành Ý. Rồi may quá anh chị, em kiếm ra rồi. Rồi em xin quẹo trái, mời cô bác anh chị vào con đường Nguyễn Thành Ý, thuộc phường Đa Cao, quận Nhất, phía sau trường Đinh Tiên Hoàng. Đây, bên phải em là số 2 rồi. Số 9 đó, số 9 đường Nguyễn Thành Ý. Số 9. Đây là số 2E, đội thanh tra địa bàn quận Nhất. Ồ, đây có một cái khu nhà nó cũ lắm anh chị. Đây này, số 9 đường Nguyễn Thành Ý.
bên trái em là đường cây điệp, bên phải cũng cây điệp để chạy về đường Điện Biên Phủ. Khu nhà ở đây cũ rít luôn này. Anh chị ta sau bức tường. Còn bây giờ thì em sẽ tìm về số 9 đường Nguyễn Thành Ý, đi ngang ngã tư cây điệp. Số 2G. Vậy là số 9 nằm bên trái ấy. Bên phải là số 6. Đây thưa anh chị, ở đây toàn là xe ô tô là không ha. Số 9 đâu? Số 5. Số 9 đường Nguyễn Thành Ý. Ngay góc này có một cái quán ăn nè. Số 12. Số 11. Số 7. Có thể số 9 nằm ở đâu đây? Đây, số 9 đường Nguyễn Thành Ý, em thấy rồi. Đây số 7 nè. Số 9 đường Nguyễn Thành Ý ha, nhà cũ quá trời luôn anh chị. Cái cổng màu xanh, phía trước có nhiều cây ngói đỏ. Rất tiếc là cũng không nhìn thấy được bên trong được. Chắc là chị loanh quanh ở đây thôi. Rồi, hy vọng là bác có thể nhìn thấy được căn nhà xưa của mình. À, bây giờ thì em quay ngược ra lại con đường Nguyễn Văn Thủ để chạy ra đường kênh Du Lộc Thị Nghè anh chị, Trường Sa và Hoàng Sa đó. Trong này thì rất đẹp thật sự. Nhà ở đây bây giờ chắc có lẽ là tính vài triệu đô trở lên. À, ở đây có con đường, có ngôi trường Trần Văn Ơn đó. Em muốn mời anh chị chạy về đó nhìn cái kiến trúc của nó. Hôm nay em có đi ngang đó, nhà ở đây tính vài ba triệu đô là chuyện bình thường. Đất này nó cũng nhất mà, khu này nó lại ngon nữa, gọi là nó cũng rất là yên bình đó anh chị. Tân định đa cao, không quá xô bồ, lại nhiều biệt thự. Chạy xe ô tô quẹo dữ quá. Ở đây là anh chị thấy ngôi trường Trần Văn Ơn ha. Cái kiến trúc của nó khá là lạ đây. Rồi, em mời anh chị quẹo trái. Ở quẹo trái ở đây thì chúng ta đi thẳng về kênh Du Lộc Thị Nghè. Thật ra đoạn này là kênh Thị Nghè rồi. Đường Cây Điệp đây. Băng qua ngã tư con đường Đinh Tiên Hoàng này. Quán xá ở khu vực đa cao ngày hôm nay cũng hồi sinh một phần nào đến gì. Nhưng mà cũng còn nhiều nơi cũng cho thuê lắm. Ở đây bên trái thì anh chị quẹo về đạp cầu bóng rất anh chị. Con đường Đinh Tiên Hoàng. Biệt thự này 109 Nguyễn Văn Thủ. Cái này nó giống như con dốc anh chị, nó hơi lại đi xuống. Đây là đường Phan Kế Bính. Bên phải em dì quẹo qua đường Nguyễn Đình Chiểu đó, ngày xưa là Phan Đình Phùng. Bên trái thì chúng ta đi ra lại đường Điện Biên Phủ ngày hôm nay. Đó đây là con đường Mai Thị Lựu thưa anh chị, Mai Thị Lựu.
ngày xưa có tên là Phạm Đăng Hưng, nó nối cũng từ ngay chỗ chợ Đa Cao chùa Ngọc Hoàng chạy về đây nè, bên phải là anh chị chạy về phía đường Huyện Đình Chiểu, ngày xưa là Phạm Đình Phùng, tới ở đây có khu nhà cũ anh chị ha, có hai quán bún bò cơm trưa ở nhà ở đây, cái tôn của nó đen thui luôn. Một vài cái hình ảnh ở khu vực Đa Cao trong cái ngày cuối cùng của năm 2021 tìm về để một phần nào đó cô bác anh chị ôn lại một vài cái kỷ niệm cũng như cập nhật cảm nhận cái không khí cuối năm khu vực này. Phía trước đây có đình Tân An đó anh chị, một cái đình cổ xưa và có rất là nhiều cái kỷ niệm về vấn đề lịch sử, cũng có rất là nhiều ở ngay cái khu vực này, đình Tân An, miếu Mụ Hành. Em mời anh chị quẹo bên mé tay phải, bên trái anh chị chạy ra cái bùng binh ngay cái cầu Điện Biên Phủ, cầu Phan Thanh Giản năm xưa, và bắt đầu từ cầu Phan Thanh Giản đó chạy về tới Hàng Xanh, đó là xa lộ ở Biên Hòa đó anh chị, ngày hôm nay thì nhập chung với con đường Điện Biên Phủ luôn. Bây giờ thì em mời anh chị, đây là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm anh chị, chạy về hướng Thảo Cầm Viên đó, nhưng mà không có có một đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai Hồng Tự thì không có quẹo không có đi thẳng về Thảo Cầm Viên được. Ở đây em mời anh chị quẹo phải nha, trên cái con đường Nguyễn Đình Chiểu, ở đây có đài VOH. Bên trái thì anh chị chạy ra cạnh Du Lộc Thị Nghè, bên phải thì đây là đường Nguyễn Đình Chiểu. Em mời cô bác anh chị bây giờ cùng với em chạy con đường thân quen này, ngày xưa có tên là Phan Đình Phùng á, với hàng cây đẹp. Hàng cây này thì chỉ có ở khu vực Đa Cao thôi anh chị, còn từ phía ngay chỗ Cách Mạng Tháng 8 rồi đi về Lý Thái Tổ theo hướng này thì không có cây cối gì nhiều hết, cũng vắng lắm, cũng nắng lắm. Anh chị có thể nhìn những cái hình ảnh nha, Đa Cao ngày về cuối năm, nhà cho thuê rất nhiều á. Nãy giờ là do em không có quay. Ở đây bên phải em có giáo sư Thánh Francisco. Đây thưa anh chị, mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh ở đây. Ở đây nếu thật sự mà không có cái bạn ghi là giáo sư Thánh Francisco thì nói chung là đi ngang em cũng không để ý, cũng không nhìn thấy được. Có cây cối nhiều mà nhà thờ cũng nhỏ lắm anh chị, không có bề thế. Con đường này là con đường Mai Thị Lựu đó anh chị. Đa Cao cuối năm nó vẫn thoáng buồn như cái lúc sau dịch, sau phong tỏa thôi anh chị, buồn. Những cái ngày cuối năm này có đôi khi nó lại còn nhiều cái cảm xúc hơn, nhớ về những cái hình ảnh mới có cách đây mấy tháng thôi. Đây con đường Phan Kế Bính. Cuối năm ai cũng hy vọng là sẽ ổn anh chị, đừng có bùng phát dịch trở lại. Những cái hình ảnh, những cái ngôi nhà cũ này, sát bên thì cho thuê nè. Đây là con đường Đinh Tiên Hoàng, bên phải thì anh chị lại đi về rạp Cầu Bông.
Mà cái chỗ này nắng quá thưa anh chị. Em che cái máy che cái máy một tí, nắng quá nó sẽ bị tắt máy. Còn nhiều điều cần phải làm qua năm mới lắm. Bây giờ là 12:30 thưa anh chị. Hy vọng qua năm mới thì có nhiều điều tốt đẹp hơn hơn năm cũ. Không biết dịch bệnh này nó có thể kéo dài tới khi nào, có chấm dứt hay không, hay là sẽ phải sống chung như vậy hoài, năm nào cũng phải chích vaccine. Con đường này cũng thơ mộng và rất đẹp thưa anh chị. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng năm xưa. Rồi, mấy trưa trưa mấy anh công nhân đi làm mà nằm xếp lớp ngủ. Trời nắng quá trời nắng luôn. Bún bò Huế đó, có mang đi luôn. Rất là nhiều khu biệt thự ở trên con đường Nguyễn Đình Chiểu này. Và đây là ngã tư con đường Nguyễn Đình Chiểu và con đường Mạc Đình Chi thưa anh chị. Bên trái thì anh chị sẽ chạy thẳng về ngay bệnh viện Di Đồng 2, là bệnh viện Van năm xưa. Đây là cái xe đi hút rác to dữ. Em chạy chậm, em chờ cho nó qua, tại vì do em đi chậm lắm. Ở đây thì tới con đường Phùng Khắc Khoan thưa anh chị. Phùng Khắc Khoan ha, nó xuất phát từ ngay chỗ con đường Nguyễn Thiệm 2 đó, phòng thập tự đó anh chị. Và ngay cái vị trí này thì bên phải thì anh chị sẽ chạy qua công viên Lê Văn Tám, nghĩa trang Mạc Đình Chi. Con đường có nhiều cây me. Ở đây anh chị cũng có thể nhìn thấy được cái dãy nhà đó trên con đường Nguyễn Đình Chiểu này thưa anh chị. Tồi tệ chứ. Nhiều nhà cho thuê, ngay cái mặt tiền này cho thuê cũng khó lắm á, tại vì giá nó đắt đỏ. Em băng qua bên, băng qua bên này để anh chị cập nhật. Ngay cái mặt tiền này, bên này thì có rất là nhiều khu biệt thự trên con đường Phùng Khắc Khoan. Cây me, con đường rất là đẹp anh chị. Bởi ở đây không có thể đi theo cái hướng bên phải em được, cho nên em băng qua đây để mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh thân quen ở đây. Đó, me nhiều, cây me nhiều. Đó, các cái khu biệt thự, em đứng ngay cột điện.
đó là tổng lãnh sự quán của nước nào đó, em mới đi ngang em không để ý Kuwait, tổng lãnh sự quán của Kuwait. Rồi em mời anh chị tiếp tục chạy ở trên con đường Nguyễn Đình Chiểu này, nó vẫn thuộc phường Đa Cao quận nhất. Cái nhà ở đây là lâu lắm luôn nè anh chị, lâu lắm mà vẫn chưa có ai thuê. Trời ơi, cái mặt tiền này, cái góc này, nhà hàng triệu đô này, đó, lâu lắm mà cũng chưa có ai thuê á. Ngày xưa nó là một cái thương hiệu thời trang cũng rất là lớn đó, bây giờ do ở đây chắc là đắt tiền quá, thuê không nổi, nhiều người thuê không nổi. Ngay đây là ngã tư con đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu. Băng qua khỏi cái đường Hai Bà Trưng này thì bên kia là quận 3 rồi, nó không còn thuộc ở quận nhất nữa anh chị. Không biết em có nhầm không, để em nhìn lại coi. Nhiều khi nó thuộc quận nhất nhưng mà cái phường khác. Bên phải em là quận 3, phường 6, trên con đường Nguyễn Đình Chiểu này. Còn bên trái thì em chưa nhìn ra. Dạ, em đang chạy trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng. Hướng phía trước đây là ngã tư con đường Nguyễn Đình Chiểu và Master anh chị. Bên trái em có Đại học Kiến trúc, bên phải đường Master anh chị chạy về Viện Master. Và trong cái ngày cuối cùng của năm 2021 này, em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một lần nữa được thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, và một năm mới phát tài, phát lộc thưa anh chị. Và chắc là em cũng tạm dừng cái clip ở đây, gửi lời chào thân ái đến cô bác anh chị trong ngày cuối năm. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.